Tại Bến Tre, lúc 12 giờ 45 phút ngày hôm qua, trên quốc lộ 60 thuộc ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy, làm 2 người bị thương nặng. Vào thời điểm trên, anh Dương Minh Khang, ngụ xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre điều khiển xe máy chở theo một người ngồi sau chưa rõ họ tên, lưu thông từ hướng cầu Ba Lai, huyện Châu Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô mang biển số 77L2278 do Nguyễn Văn Thanh điều khiển. Vụ va chạm làm 2 xe hư hỏng nặng, 2 người đi trên xe máy bị trọng thương và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.